và đảm bảo được rằng những con sâu lượt đầu sẽ nằm trong quyền kiểm soát của con Freaks. Virgo cũng là sự lựa chọn hay. Thực ra tôi thích con Vi hơn, là tại vì Vi là khi bên phía bên kia có Jerry, đúng không? Đúng rồi. Việc mà Virgo bạn đụng được con Jerry bằng cái móng vuốt của mình trong những tình huống bắt đúp nó rất là khó, cho nên là thường mọi người sẽ chọn Vi là dễ nhất. Vi chỉ thẳng đầu, sau đó bạn bồi thêm CC bằng Redstone là xong. Nhưng với Virgo thì chắc chắn sát thương của Virgo nó nhiều hơn Vi rất nhiều và nó sẽ trở thành một carry ở giai đoạn sau. Nhưng nó sẽ không phải là công cụ để khắc chế Jerry. Chính xác. Mà việc đó nó phải giao cho con cá sấu của Dudu. Rồi sau đó là bên phía của KDF sẽ cần thêm một con tướng hỗ trợ có CC tương tỷ lệ thành công cao để bắt vào con Jerry này nữa. Như vậy là vẫn đang còn Nautilus, vẫn đang còn đó là Leona, những sự lựa chọn để có thể khóa vào. Chính xác là để khóa chân con bài Jerry bên phía bên kia, để xem bên phía con Freak sẽ suy nghĩ như thế nào với những lựa chọn tiếp theo của họ. Đến với giai đoạn cấm thứ hai thì bên phía Gen.G đang loại bỏ đi dần dần những vị tướng khả năng đi đường tốt với cả Corki, đó là Azir. Còn trong khi đó Quang Freak tiếp tục loại bỏ đi những dàn chắn ở khu vực đứng trên, đó là con bài Cassante cặp thêm cả Lulu nữa, không cho phép con Jerry này được chơi một cách dễ dàng trong giao tranh trong giai đoạn tiếp theo. Với những đội hình hai xạ thủ như này mà có thêm những vị tướng khả năng búp như là Lulu, đúng rồi, thì sẽ cực kỳ là khó để có thể bơi vào đến từ cá sấu hay thậm chí cả là con Virgo nữa. Vẫn còn một lượt cấm cuối từ Gen.G để xem họ sẽ ưu tiên cấm vào đâu. Lulu còn có cái điểm nữa là nó sẽ phù hợp với những người nào đang phong độ không cao. Chúng ta cũng thấy rằng phong độ về mặt xử lý kỹ năng của Lehen ở giai đoạn cuối của EWC nó không được tốt lắm, cho nên là Lulu nó rất là phù hợp trong trường hợp này. Bây giờ bên phía của KDF muốn bắt anh ta phải đánh những con tướng kỹ năng kiểu như Nautilus, nhà Leona trở lại để xem là Lehen có lấy lại phong độ hay chưa. Còn bản thân của KDF thì chỗ này họ sẽ chọn có dấu con hỗ trợ nào lạ không, thì ở lượt này là chọn hỗ trợ luôn để cho Bulldog chọn cuối nè. Để xem nào. Way, một sự lựa chọn cũng có thể được xoay chuyển giữa hỗ trợ hoặc là đứng giữa mà thôi. Nhưng tiếp tục lấy luôn Leona, những gì chúng ta đã phân tích. Cần phải có những vị tướng đứng tuyến đầu và có khả năng khống chế cứng để khóa chân, ít nhất là gây khó khăn dành cho Pay trước đã, chứ chưa nói đến việc là có thể khóa chân được anh chàng này. Nó sẽ cần tới vào cái khả năng sử dụng kỹ năng tốt hay không đến từ Undil trong ván thi đấu đầu tiên của cặp trận BO3 ngày hôm nay. Và để xem lời đáp trả bên phía Gen.G là gì. Vẫn còn đó Leona, Gangplank đã được Kingen thể hiện ở trong cặp trận trước đó, và tôi nghĩ rằng Gen.G cũng đã xem rồi, và tôi nghĩ rằng họ cũng đã nghiên cứu con bài này, họ đã khóa vào. Và để xem lựa chọn cuối cùng dành cho Lehen là gì đây. Nautilus còn, Rell vẫn đang còn, hoặc sẽ là một sự chọn nào đó đột biến hay chăng? Thêm CC, thêm mở thì là được. Rakan cũng được, đây là một con tướng mà tôi nghĩ rằng nó cũng dễ. Nó là vẫn là một con tướng kỹ năng định hướng, nhưng mà về căn bản thì nó sẽ dễ hơn. Bạn bật R, bạn trúng người, sau đó bạn đúp lên cũng được, không nhất thiết phải là quá chính xác trong những pha xử lý, dù vẫn phải có một cái độ chuẩn chỉ tương đối phù hợp thời điểm hiện tại. Hồi nãy đã nhá rồi thì sẽ chốt lại con Huay. Đội hình này của bên phía Gen.G thực ra họ là một cái đội hình mà tôi nghĩ rằng đánh khá là chậm khoảng thời gian ban đầu nha. Đúng rồi, hai xạ thủ luôn luôn là cần từ ngưỡng trang bị thứ 1.5 hoặc 2 trở đi. Gangplank cũng không mạnh ở trang bị đầu, cho nên là về cơ bản đây là đội hình nó cần phải đánh kỹ từ Gen.G. Chúng ta có thể nói là một đội hình rất Gen.G. Họ đánh cái kiểu đội hình này rất là lâu rồi. Ở phiên bản trước thì họ có những thời điểm họ chơi đội hình ba nước mắt luôn. Ezreal, Corki và Skarner tốn rất nhiều thời gian, có thể lên tới 20 phút thì Gen.G mới thực sự là va vào đối phương trong những cái tình huống giao tranh. Ở đây có một hình kiểu như vậy, mặc dù chỉ có một mình Corki là bị tướng tích nước mắt thôi, nhưng Jerry rồi gần đây thì chúng ta cũng hay thấy lên giao điện đồ 1, rồi là cái cùng cung đồ 2, cũng tốn rất nhiều thời gian để có thể tiếp cận được với ba món trang bị và thực sự gây sát thương. Còn ngược lại phía Quanofrix, họ đang cho thấy cái quyết tâm của họ trong việc đánh những cái đồ đầu tiên và đánh những mục tiêu đầu tiên lớn như thế nào với những vị tướng có khả năng thắng được cao. Hai đợt sâu đầu tiên, sứ giả và rồng 1, rồng 2, đó là cái ngưỡng mà đội hình của bên phía KDF mạnh nhất. Con Reaton về cơ bản nó không hẳn là con tướng bạn chỉ lấy để thắng đường, mà khi đánh giao tranh là nó mạnh. Đơn giản bật thần cá sấu lên thì đây là một trong những vị tướng mạnh nhất. Gangplank ở thời điểm cấp 6 sẽ không mạnh bằng ở cái những cái pha giao tranh mục tiêu đó. Thì ý định của bên phía KDF rất là rõ ràng là họ đánh sớm. Tôi nghĩ rằng họ cũng đã nhìn cái cách mà Top Esports giết điểm Gen.G rồi. Bạn đánh sớm, đánh áp lực ngay từ những cái pha giao tranh mục tiêu đầu tiên là điều mà bên phía của KDF cần làm. Đặc biệt đây là lúc mà Curse phải thể hiện được phong độ vượt trội của mình trong kèo đấu với lại Kenya. Chắc chắn là với một chiếc tướng Virgo, một chiếc tướng có tốc độ dọn rừng nhỉnh hơn so với Sejuani bên phía bên kia, thì Curse cần phải làm một điều gì đó ít nhất ở khu vực đường giữa và đường trên để tạo ra lợi thế cho hai cánh lẻ của mình. Và sau đó anh ta có thể tiếp cận vào những con sâu hoặc là cùng với cả Bulldog di chuyển xuống đường dưới, áp lực lại và lấy lại lợi thế dành cho Lipper cũng như Undil, để từ đó kiểm soát được bản đồ ở trong khoảng chừng 15 phút đầu tiên, nơi mà Gen.G chưa thực sự khỏe.
Các bạn khán giả thân mến, chào mừng các bạn đã đến với trận đấu giữa Genji và KDF trong khuôn khổ của LCK 2024 mùa hè. Đương kim vô địch giải đấu, nhà vua Genji thất bại sau cuộc viễn chinh ở xứ cát, quay trở lại với LCK và đây là lúc mà họ phải chứng minh bản lĩnh của mình trước KDF. Rõ ràng là bây giờ Genji đang không khác gì một con hổ bị thương cả. Nó sẽ trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Vấn đề là độ hung dữ sẽ như thế nào mà thôi, khi ngày hôm nay họ đánh với một đối thủ đánh giá là yếu hơn nhưng cũng đang có một cái màn thể hiện tương đối là ổn tại LCK mùa hè năm nay. Một con mắt được cắm ra sớm đến từ bộ đội của Genji để có thể phòng ngự và đón đầu được ý định muốn tấn công đến từ Leaper và Andil, nhưng để xem Lehen có muốn chủ động hay không đây. Đang suy nghĩ về việc giao tranh cấp 1, Genji có thông tin. KDF kiểm tra bụi và phát quy đầu tiên của Leaper đã trúng gây một lượng sát thương tương đối, nhưng Lehen nâng quy cũng trả lại được một cái lượng máu cho B, nhưng mà nâng quy xong thì chắc chắn là khoảng thời gian ban đầu đường dưới là KDF đẩy rồi đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Một con mắt được cắm để có thể đoán được vòng rừng của Curse đến từ châu Vi, và anh ta cũng đã lấy được tương đối nhiều máu của Bulldog và ép cho đường giữa ở KDF bắt buộc phải kết hợp một bình máu. Điểm quang ngọc bổ trợ thì không có gì đột biến đến từ những vị tướng này cả. Tiếp tục cấu rỉa với cái độ một khó chịu đến từ cái súng máy liên thanh của Cocky đến từ châu Vi mà thôi. Né quy không thành công. Cả hai người trên đường giữa đều đang ở khoảng chừng nửa cây máu, nhưng châu Vi sẽ khả năng hồi phục đến từ cái kiếm Doran, từ bình máu và những điểm ngọc anh ta mang trên người. Một cách chơi Cocky đã quá quen thuộc mùa giải này. Chúng ta đã xem quá nhiều những ván đấu Cocky của châu Vi rồi. Có vẻ như phong độ đi đường của anh ta trong hai đợt lính đầu tiên vẫn chưa có gì thay đổi lớn lắm. Nhưng ở đường dưới thì câu chuyện như đã nói, cái kèo đấu này không phải là kèo đấu mà Bay và Lehen có cơ sở về mặt chất tướng luôn nha. Để có thể có được ưu thế thì bắt buộc họ phải đánh lùi trước con Leona và Ezreal này. Vấn đề là lùi nhưng mà bạn phải giữ vị trí tốt, tại vì khả năng ổn in đến từ Leona là cực kỳ tốt. Rõ ràng như vậy rồi, chất tướng Leona trâu hơn và sẽ có khả năng khống chế đối phương dễ hơn so với Darkan trong cơ độ đầu tiên. Vòng rừng của Curse đã bị phát hiện rồi, và cái vị trí đứng của Kin cũng là tương đối an toàn. Đây là đợt lính đang đẩy về phía của anh ta, cho nên không có gì phải vội vàng dành cho đường trên của Genji trong những tình huống đón lính cả. Vòng rừng của cá nhân thì đang hướng xuống dưới. Đây là một đợt lính sẽ đẩy ngược về giữa dành cho bên phía KDF, cho nên họ cũng không cần phải lấn ná quá cao. Hồi phục tốt đến từ Lehen. Tôi nghĩ rằng ở trong vòng rừng đầu tiên này, nếu như không có sự đối biến thủ của Viego thì cũng sẽ rất khó để có những cái điểm hạ gục. Viego thì có chuẩn bị tiếp cận khu vực cua trên. Theo vòng rừng thì canh nhành đánh ở cua dưới sẽ không có đụng độ từ hai người chơi đi rừng ở điểm cuối vòng rừng đầu của mình. Chỉ là không biết Curse có thể tác động được vào khu vực đường trên hay không, nơi mà đã có được lính đẩy tốt từ bên phía của Dudu. Xuất hành tráng hai người, Leaper nhảy cũng rất là nhanh nha, nhưng Kenyan đang tiếp cận khu vực đường dưới. Anh ta có tốt biến và đủ khả năng tốt biến để tiếp cận, chỉ đẩy đúp ra mà thôi, chưa tốt biến. Lehen là người tốt biến, Kenyan tốt biến theo, lấy được hai tốt biến của KDF ở đường dưới. Tình huống chủ động tấn công đến từ bộ đường dưới của Genji để bóc đi những phép bổ trợ của đối phương và câu thời gian cho Kenyan xuống, mặc dù là một con Sejuani mà thôi, chưa có quá nhiều công cụ tiếp cận, nhưng cũng đã lấy được rất nhiều phép bổ trợ đối phương rồi. Bây giờ là lúc Curse cho thấy sức mạnh của mình ở khu vực trên này. Hai choáng và ngay lập tức Kim thể hiện sức mạnh của Gangplank. Một vị tướng khác là bạn đi rồi, nhưng bởi vì có W ăn cam bổ sung vitamin thì Kim đã không bị chồng CC. Đó là một cú choáng nộ đến từ cá sấu của Dudu, nhưng đó đã bị giải thành công bởi cú bổ sung vitamin đến từ Kim với con bài Gangplank này. Chắc chắn là với những chất tướng đường trên khác thì tỷ lệ nằm xuống nó phải lên tới con số 80% trong nhịp vừa rồi. Đúng rồi. Khi mà Curse cũng đã gồng cái móng vuốt hạ áo của mình rất lâu, thời gian làm choáng có khi sẽ lên tới con số phải chừng 3-4 giây và nó đủ để khiến cho một người chơi đứng trên bình thường sẽ nằm xuống tuyến đó. Nhưng đó là chất tướng Gangplank ở trong cái độ đầu tiên này và vẫn chưa có điểm hạ gục nào cả. Bây giờ là lúc Kenyan kéo lên khu vực đường trên này. Lúc này thì Kim cực kỳ tự tin mặc dù không có tốc biến, bởi vì đơn giản là có Kenyan ở đây, nhưng Kenyan không tốc biến, góc tiếp cận của ta cực kỳ khó chịu, đột kích băng giá khép góc giữ chân thành công, bắt buộc Dudu phải tốc biến. Như vậy là Kenyan găng hai lần và lấy 3 tốc biến. Rất tuyệt vời đến từ Càn Nhân trong tình huống tấn công ở khu vực đường trên này. Anh ta có vòng rừng thứ hai rồi nhưng quyết định là không ăn, và anh ta lên khu vực đường trên để đòi lại được tốc biến của Dudu và tạo ra những cái sự an toàn cho Kin ở trong vòng rừng thứ hai tiếp theo nếu như Curse có muốn ghé thăm lên khu vực đường này. Những người chơi đi rừng đang bắt đầu cho thấy tầm hoạt động của mình là lớn như thế nào, và Lehen cũng không muốn mình bị thua kém với việc di chuyển khu vực đường giữa, mặc dù đây chưa phải là thời điểm mà những con sâu xuất hiện. Vì đường dưới thì cái áp lực để bị băng trụ đến từ A không phải là quá lớn khi anh ta vẫn còn đó là hai phép bổ trợ, và cái khả năng chống chịu đến Tandil cũng phải chưa phải là quá cao, cũng như lượng sát thương của Leaper nữa. Xạ thủ của Genji vẫn sẽ an toàn trong những tình huống di chuyển của Lehen mà thôi. Như vậy là chúng ta có thể phần nào cảm nhận được là sau cái thất bại trước Top Esports AWC thì quay trở lại LCK
Genji đã có cái sự, thực ra thì trước đó họ cũng đánh như thế này thôi, nhưng mà ít nhất là họ đã tập trung hơn rất là nhiều trong khoảng thời gian ban đầu. Các bạn nhận thấy sự chủ động, Genjin không còn là 6-7 xong rồi bắt đầu vòng rừng 2 mà anh ta đã có một pha găng cánh trên rồi, trước đó là anh ta không ăn cua mà anh ta xuống găng cánh dưới, thì đó là một cái sự chủ động rất là nhiều so với những gì mà anh ta từng thể hiện trong cuộc đối đầu với Đại Thiên. Và bởi vì sự chủ động đó của Genjin thì lấy được 3 cái tốc biến của KDF. Và Châu Vi Thiền giữa trận nãy tôi không kịp khen, nhưng mà vẫn là gương mặt quen thuộc với 10 chỉ số lĩnh cách biệt được tạo ra chỉ bằng đi đường của Châu Vi. Đó là cái sự khó chịu với khả năng đi đường của Châu Vi với bất cứ vị tướng nào mà anh ta cầm trên người mà thôi. Ngày trước thì là Aurelion Sol, bây giờ là Cocky. Mọi thứ vẫn đang được duy trì rất tốt đến từ Châu Vi ở cái phong độ đi đường của anh ta. Nhưng đây là câu chuyện mà chúng ta đã nói đến, với chất tướng Rekton ở cấp độ 6 thì sẽ không khó khăn để cho bên phía KDF kiểm soát được những con sâu đầu tiên này. Và bên phía Genji với việc lấy đi được rất nhiều tốc biến của đường dưới rồi thì họ đang có được lợi thế trong việc ăn được con rồng đầu tiên. Một con rồng gió nó sẽ giúp cho khả năng di chuyển của Lehen cũng như Canyon để tiếp cận lên các phần còn lại của bản đồ được diễn ra một cách nhanh hơn. Thì trao đổi như vậy, bên phía của KDF sẽ kiểm soát sâu, còn khu vực rồng sẽ cánh dưới, thì chúng ta có thể chờ đợi những pha giao tranh rồng ở tầm rồng 2, rồng 3. Người bị hất tung lên là Andil và tôi nghĩ là anh ta khá là khó thoát pha này, còn hơn 100 máu. À về được. Chưa có nhiều sát thương đến từ Jerry trong tay của Pace, chúng ta mới chỉ có những cái mảnh rất nhỏ để có thể lên tới giao địa static mà thôi. Và với khiên nhật thực rồi là dư chấn, ôi kìa phá thùng không tốt đến từ Dudu. Con chiêu cuối của Kim nhưng chưa bung ra, bởi vì đang biết được rằng Dudu vẫn đang có thần cá sấu. Ngay lập tức sai lầm của Dudu là bị khai thác ngay, mất máu nhiều phải về, mặc dù là Ghost đang ở gần nha. Họ muốn tấn công vào Kim, người không có tốc biến, biết bổ sung vitamin còn hay không, chắc là còn nhưng mà đang không tích được nổ. Kim về được. Một đợt lính cũng rất lớn, và nếu như Dudu muốn đóng băng anh ta cũng sẽ tốn một lượng lớn máu ở đây. Kim nhận ra vấn đề là Dudu đang muốn đóng băng lính, nhưng khi mà Dudu tanh quá nhiều lính như vậy thì anh ta cũng đã mất rất nhiều máu rồi. Và với cái đợt lính đó thì rất lâu, rất tốn thời gian nếu như Curse muốn ở lại để có thể tấn công vào Kim, cho nên ta quyết định biến về và hướng xuống vòng rừng thứ 3 của mình. Lehen đang cho thấy khả năng di chuyển của mình, anh ta đã lên giày sớm và bắt đầu lên để có thể kiểm soát nửa bản đồ ở phía trên, nơi mà nãy giờ Kim đang chưa thực sự tạo ra được cái sự áp lực so với Dudu cũng như cướp về phía bên kia. Và đó là Kim cũng khá là khéo đó, khi mà anh ta không về hẳn mà anh ta nấp phía sau để cho Curse tưởng anh ta về rồi, rồi sau đó anh ta mới đi tiếp lên để tránh bị đối phương vòng lại và găng. Nhưng mà nhìn chung với những gì mà KDF đang làm không tệ nha. Tại vì họ mặc dù là đường giữa Châu Vi vẫn cháy máy, nhưng mà đường dưới thì coi như là cũng không chênh lệch lắm giữa hai xạ thủ, mà Lipper sẽ có lợi hơn là anh ta lên cái lưỡi hái. Rồi đường trên là Dudu đang vận hành con Redstone này, tôi nghĩ là ở mức tốt khi mà đè được phần nào đó con Gangplank. Vấn đề bây giờ chỉ là đợi tới những pha giao tranh mục tiêu thì cái kỹ năng giao tranh của KDF có vượt trội hơn so với lại bên phía của Genji hay không, bởi vì lúc này hai đội đang khá là cân. Đó là điều mà chắc chắn là tất cả chúng ta đều đang rất thắc mắc, là cái khả năng giao tranh của KDF sẽ là như thế nào. Lehen biết được ý đồ của Curse, mất trừng phạt nhưng cũng chưa có rồng hay là sâu để cho anh ta cần phải đáng lo ngại cả. Châu Vi Big Bomb thành công, đến được rất nhiều máu, chú cuối đẩy ra tốc biến đi để né, không ai gặp nguy hiểm cả. Lúc đó thì có mặt cả Curse ở đó nữa. Điện đạt đỉnh điểm, giải quyết lính, lao lên bắn, đẩy lui Andil với lại Lipper. Tôi nghĩ rằng cần phải có CC mới có khả năng dứt điểm. Đường giữa cũng có bung tốc biến, đường dưới cũng có CC tung ra, nhưng Lipper trả sát thương tốt và Lehen là người phải rút lui. Trong khi đó thì Bulldog giữ chân Canyon lại, mưa đại bác thả Canyon quay ngược trở lại tấn công vào Bulldog và chiến công đầu cho Canyon. Anh ta có thể bị dứt điểm, đã bị dứt điểm, Curse đòi lại mạng. Tình huống 1 đối 1 ở khu vực đường giữa cũng như là đường dưới là một tình huống bung chiêu cuối để lấy lại lợi thế đi đường đến từ Pace cũng như là Lehen mà thôi. Tất cả đều đã mất đi một vài phép bổ trợ đón tốc biến của Lehen, đó là tốc biến của xạ thủ Lipper rồi. Và chúng ta sẽ được xem lại tình huống tấn công vào đường giữa này. Đã có cú đâm của Curse để đoán xem là Canyon đang đứng ở đâu, nhưng anh ta đâm trượt và anh ta bị hớ một nhịp khi Canyon lao ra. Bola băng cũng không thực sự chuẩn xác lắm, nhưng mưa đại bác đến từ con bài Gangplank. Đó là sức mạnh của vị tướng này khi bạn có thể tham gia hỗ trợ hạ gục từ rất xa, và nó làm đủ chậm tốc độ di chuyển của Bulldog để Canyon có thể tốc biến trở lại, đánh thêm một đòn nội tại và lấy được điểm chiến công đầu. Nhưng cuối cùng thành tạo phải nằm xuống với lượng sát thương cuối cùng đến từ Curse mà thôi. Lợi thế nhỉnh hơn một chút xíu dành cho Genji với điểm chiến công đầu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bên phía KDF họ không cần phải quá thất vọng về cái pha trao đổi vừa rồi, tại vì Canyon và Châu Vi đều mất tốc biến. Đúng rồi, như vậy Curse với lại Dudu đều còn tốc biến, cho nên nếu như bước vào pha giao tranh tiếp theo thì đó là một cái tiền đề để hai vị tướng cầm choáng của bên phía KDF, à chính xác là ba bên phía KDF có 3 người cầm choáng thì cả 3 đều còn tốc biến, thì đó là cơ sở để nếu như tìm được Châu Vi ở trong pha giao tranh tiếp theo thì bên phía KDF có cơ sở để có thể hạ gục anh ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khả năng cao là sẽ trao đổi mục tiêu á, với một cái lượng tốc biến mất nhiều như thế này từ cả hai bên
thì hai bên sẽ cùng đồng ý là bạn ăn một bên thì tôi ăn một bên. Đó là KDF ở trên khu vực hang sâu, còn Genji rồng Lehen vẫn thống ăn điều e hơi xa. Và để xem tình huống di chuyển này sẽ ra sao đây. Kin vẫn đang đứng ở một góc tương đối an toàn, anh ta còn túc biến và sẽ chưa bị tấn công đến từ các thành viên bên phía KDF. Rồng chính xác hơn là sâu đang được ăn đến từ Canyon, một con đã có cố gắng cấu rỉa đến từ phía KDF, nhưng họ đang cố gắng chờ đợi cho thần cá sâu tới. Hơi chậm một tí, Genji đã tạm thời lui ra được, thậm chí là suy nghĩ về việc phản công. Khu ánh sáng sẽ không trúng bất kỳ một ai cả. Vậy là Genji đã đẩy được đối phương ra khỏi khu vực hang sâu, rồi sau đó họ giành lại sâu, trong khi mà rồng chưa ra. Có một cái sự chênh lệch giữa sâu và rồng thì Genji có cơ sở để ăn được cả con rồng tiếp theo nữa. Đó là tình huống di chuyển rất hay đến từ các thành viên phía của Genji. Họ đưa cả 5 người lên khu vực đường trên này. Trong cái nhịp mà Leaper dọn dẹp đợt lính mà anh ta biến về để mua trang bị, thì Pace anh ta cũng đã lên sớm dày, cộng thêm cái lông đuôi nữa, lượng tốc độ di chuyển cộng thêm là rất nhiều. Nếu tính cả cái điểm rồng gió mà họ đang từ trước đó, nó khiến cho những tình huống di chuyển của Genji đang là nhanh hơn, đến từ những cái lợi thế mà họ có được cũng như cái món trang bị mà họ lên. Đó là lý do vì sao mà họ có được những con sâu không này, mặc dù là đội đang thua thiệt hơn về những cái chiêu túc biến, những phép bổ trợ túc biến đó. Và Canyon đang muốn thực hiện một điều đột biến ở đây, anh ta đang muốn nhắm vào Dudu, nhưng nên nhớ Dudu còn túc biến nha. Tôi nghĩ Dudu biết, thứ nhất là đội của anh ta đang ở cánh dưới, thứ hai là đã có một con mắt dẫn từ khu vực bùa xanh của bên phía Genji xuống sông, thì với những cái dữ liệu đó thì Dudu quyết định mất cái cắt và rắc là hơi nguy hiểm nha. Rồi Canyon và Kin đang chuẩn bị băng trụ, có cả dịch chuyển của Chu Vi cho nó chắc cú. Thế này thì làm sao mà né được, bắt buộc phải tốc biến, vẫn bị làm choáng phía bên ngoài, chạy về phía sau. Chu Vi có mặt nhưng Bulldog cũng có mặt, quá trễ. Dudu đã nằm xuống và Bulldog tự nhiên thấy mình vào thế khó. Anh ta không có tốc biến, bung hết chiêu để có thể câu giờ, nhưng đã phải nằm với double kill cho Kin. Double kill cho Kin trong một tình huống băng trụ mẫu mực đến từ bên phía của Genji, không mất bất cứ cái tốc biến nào cả. Ghost sau khi ăn được con rồng, bây giờ anh ta mới lên thì đã là quá muộn rồi. Hai người đồng đội của anh ta đều đã nằm xuống. Kin đang muốn dụ kèo ở đây. Ghost có cắn hay không đây? Anh ta lao lên, đang có pha dịch chuyển từ nhà ra. Yubi đã quyết định là thôi, Kin anh tự lo. Kin còn tốc biến và đã né được pha dứt điểm của Ghost, đang chạy rất nhanh về phía rừng của mình. Ghost gồng đúp đã thành công trong pha tốc biến choáng và có được điểm hạ gục. Một tình huống mà Châu Vi cũng đã không còn năng lượng nữa rồi, cho nên Kin bắt buộc phải nằm xuống mà thôi. Một tình huống bên phía Genji có thể là đã nghĩ tới việc là muốn outplay người chơi đi rừng KDF, nhưng họ không thành công với cái lượng tài nguyên ít ỏi còn lại sau tiếng băng trụ vừa rồi. Họ chưa kịp mua trang bị hay là hồi phục gì cả, gỡ lại được một mạng thành công đến từ vị trí người chơi đi rừng của KDF. Một con Virgo 2-0 đang dần được hình thành đến từ bên phía KDF, và rõ ràng anh ta đang là nguồn hy vọng rất là lớn để có thể gánh được cái lượng sát thương ở trong thời điểm hiện tại, trước khi còn Ezreal trong tay của Leaper tích được đầy đủ những cái điểm lưỡi hái cũng như điểm nước mắt của mình, thì đó mới là lúc đối phía KDF thực sự mạnh. KDF nãy giờ đánh vẫn ok đó chứ, họ có những pha trao đổi rất là đều với lại Genji, tức là họ không hề bị thua kém về cả mục tiêu lẫn điểm hạ gục. Ngay sau khi mà họ hơi bị bất ngờ một tí với tình huống băng trụ ba người cánh trên, thì họ cũng đã kịp gỡ lại thêm một mạng hạ gục khi mà Ghost di chuyển thẳng từ khu vực rồng lên khu vực cánh trên để có thể đoạt mạng lại. Cho nên là các bạn đang nhìn vào cái chênh lệch về tiền nó không đáng là bao cả, như là tầm cũng 1.000 mà thôi. Nhưng mà đó là những cái lượng tiền được dồn cho rất đúng người đến từ cả hai bên. Rồi dù là tình huống băng trụ mà Kin có được hai mạng hạ gục, và những mạng hạ gục về bên phía KDF có nó đều được dành cho Ghost cả. Một con Virgo đang là điều kiện thắng ở trong thời điểm đầu tiên của ván đấu này được KDF tạo ra, và nó đang vẫn vận hành được đúng với những gì mà KDF mong muốn. Họ lúc nãy đã có được một rồng để ngắt mạch rồng của Genji, bây giờ Andil bị bắt lại ở đây. Hơi mất tập trung nha, Andil đi hơi liều một tí, anh ta mất 70% máu. Và với việc vào sớm như vậy thì lượng máu đó không cho phép bên phía KDF cạnh tranh nữa. Xạ thủ của họ cũng đang từ nhà chạy ra, hơi bị chậm hơn một chút. Cho nên là KDF đã phải buông bỏ con sứ giả. Mặc dù là bản đồ rồng công nghệ, nhưng đó là nhịp mà Curse đã biến về để có thể mua thêm hồi phục lại cái lượng máu sau khi mà có được điểm hạ gục của Kin rồi. Cho nên anh ta không đủ tốc độ để tiếp cận với con sứ giả này, và Canyon là người sớm hơn. Liên tiếp là những động thái muốn tấn công lên khu vực cánh trên đến từ bên phía của Genji. Mặc dù họ không có nhiều lắm những con sâu không, nhưng sứ giả đã được đầu tư rồi. Và đây là trụ một toàn bản đồ, nó được dành cho Châu Vi cũng như là Canyon. Trong khi đó bên phía KDF, họ có muốn phản công hay không? Họ có Thái Dương hạ sang, họ có tốc biến chỗ của Andil. Ghost là người vào trước, Tiên Đình Kiếm đã trúng, giữ chân Canyon lại, bắt đầu xả chiêu. Con heo này nó trâu quá. Canyon thậm chí đứng lại nhảy múa để tạo khoảng trống cho Châu Vi bắn. Ba thành viên của KDF không đủ sát thương. Rất khó khi bạn chỉ có mỗi một cái giáo thiên ly mà thôi, một món đồ để gia tăng khả năng đánh tay đôi chứ không phải là để diệt tanh. Rồi rồi rồi. Riêng cái này bay không ăn được.
đúng là phong độ thấp rồi anh Khải, bay ăn được có một mạng thôi. Cái phong độ gọi là đệm bóng của bay đang có một chút vấn đề, nhưng không sao cả, anh ta vẫn có được mạng trong tình huống vừa rồi, và cái lượng chỉ dù đấy anh ta thu về được nó vẫn đang là rất tốt, cho nên là không có gì đáng lo ngại lắm đến từ vị trí xạ thủ của Genji cả. Còn để xem nào, Đu Đu gặp nguy hiểm ở đây không đây? Có đó, Đu Đu nên cẩn thận một tí, sát thương đến từ Kim là khá nhiều. Anh ta đang suy nghĩ về chuyện là có dứt điểm luôn hay không, mà ý định là bào máu trước thôi. Bắt đầu đau ha, ủa sao tuyển con căng plan này mới có một đồ mà nó cảm giác đau hơn nhiều ta? Đó là những cái sự chỉnh sửa nhỏ nhỏ chúng ta đã nói đến với cái chất tướng căng plan này. Và cũng rất lâu rồi căng plan không xuất hiện ở trong đấu trường chuyên nghiệp, cho nên chúng ta cũng quên mất cái lượng sát thương của con bài này là như thế nào. Và cũng được xem lại cái độ lỗi của bài Sejuani, mặc dù chỉ có mỗi một cái tụ bão dích cộng thêm cả dư chấn mà thôi, nhưng ba thành viên của KDF rất cố gắng chỉ lấy được một nửa cái bão căn nhân. Khó thật. Và sau đó thì bay tới và anh ta cố gắng để có thể bắn hạ được Curse, nhưng đó là cú ủi đến từ căn nhân để thu về đồng mạng gục. Bay vẫn có đồng mạng cho riêng mình. Có cảm giác như giai đoạn ban đầu á, Genji cũng đang cần phải tự gọi là nghi ngờ bản thân một tí, coi là mình phong độ có cao hay không. Nên khoảng chừng 10 phút đầu cảm giác là họ đánh cũng chậm chậm, nhẹ nhẹ. Nhưng mà sau một vài pha thì bắt đầu là sự tự tin sẽ quay trở lại. Họ đã tạo được khoảng cách rồi nha. Bây giờ là từ 1.000 nhảy lên thành hơn 2.000, gần 3.000 rồi. Thì bắt đầu sẽ có một số cái sự gia tăng về mặt tốc độ. Lipper có hơi liều hay không? Biển bỏ chạy, bị hất tung lên, còn 200 máu bắn cung ánh sáng, bay chưa tiến lên được. Và Lehen là người bị bắt lại, pha bết thành công của Lipper. Một tình huống mà tưởng chừng như rằng Lipper đang tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Nhưng đó là lúc mà con Virgo cực kỳ khỏe của Curse đã tới, cộng thêm đó là khả năng không chế cứng của Andil nữa. Rakan là một vị tướng có khả năng cơ động, nhưng khi bị đánh choáng liên tục như thế thì Lehen cũng đã phải nằm xuống lần đầu tiên trong ván thi đấu này, đúng thời điểm mà con rồng nó đang xuất hiện. Nhưng bên phía của KDF cũng đã đầu tư tương đối nhiều thứ để có thể hạ được Lehen. Và họ chưa thể nào tiến ra con rồng được. Trụ cột đường giữa này cũng đang gặp những cái sự tấn công đến từ bên phía của Genji. KDF vẫn muốn đánh, họ đã mất cung ánh sáng, họ mất Thái Dương Hạ Sang và mất cả tuyệt mệnh của Curse nữa. Nhưng họ vẫn đang muốn đánh. Kim đang đẩy nốt đợt lĩnh ở phía cánh dưới. Lehen lấy thông tin cho đồng đội của mình. Ken Nhành đang lòn ra phía bên hông đội hình của đối phương. Dudu cần phải tới để tạo thành thế gọng kìm với đồng đội của mình. Anh đang từ từ bước tới, nhưng lượng nổ của Dudu hơi thấp một tí. Và Genji chỉ nhấp nhả mà thôi, họ đợi cho Kim đẩy nốt đợt lĩnh đường dưới rồi họ lui ra, chứ bản thân họ cũng không tiến vào rồng. Và người bị giữ chân lại phía bên này chính là Curse và Lipper. Ôi, đi luôn rồi, dính cái bộ la băng, không tỉnh được. Curse cũng không đi được đi đâu cả. Lướt qua tường, bay bắt đầu sinh mạng. Bulldog đã tốc biến bỏ chạy, Andil là người ở lại không tốc biến. Lehen ăn. Team này phong độ đúng kém thật. 8 mạng ở bay ăn có 2 mạng. Một tình huống rút lui thành công đến từ Dodo và Bulldog mà thôi. Một tình huống tấn công tốt đến từ bên phía của Genji khi họ lùa tất cả thành viên của KDF ra hàng rồng. Và sau đó họ lại chia nhân sự ngược trở lại để có thể tấn công ở đường giữa và đường dưới, khiến cho bên phía KDF họ bị phân tán. Và những người bắt lại đó là Curse, đó là con Ezreal trong tay của Lipper. Không có cách nào để rút lui cả. Chúng ta cùng xem lại tình huống đầu tiên khi Lipper tưởng chừng như rằng anh ta đã tự đưa mình vào thế nguy hiểm rồi, nhưng tốc biến và thanh tẩy rất tốt để thoát ra khỏi những khống chế của Lehen. Và sau đó người bắt lại chính là hỗ trợ của bên phía Genji. Cứ tưởng rằng đây là một tình huống mà bên phía của KDF đúng không? Em qua tường thì bảo sao, tôi không thấy pha trước đó. Con Ezreal không tốc biến, dịch chuyển cô học qua tường. Một đợt lính luôn luôn là một cái mồi nhử thích hợp dành cho các xạ thủ. Cách đó là cách duy nhất để Lipper có thể chạm tới những con lính đó mà thôi. Nếu anh ta đi bộ thì cũng sẽ mất hết. Và anh ta đã đầu tư sai thời điểm rồi. Và như vậy là đến thêm mạng hạ gục dành cho mình của Genji, cộng thêm một con rồng chắc là dành cho Genji thì phải. Đúng rồi, hai rồng rồi. Và họ lấy được tổng cộng là ba trụ, ba cái trụ một của họ. Ôi, còn nguyên anh Khải à, mà thậm chí nó còn chưa mất máu nhiều lắm nữa. Khó khi mà chúng ta đã nói về khả năng đi đường tốt của các chất tướng bên phía KDF rồi, nhưng họ cũng không làm được gì quá nhiều cả. Đang là rất khó rồi. Với cái chất tướng cần phải khỏe sớm như là Rekton thì đang không tốt. Rồi là căn nhân làm sao đây? Bị ủi, bị chặn rồi, tốc biến. Đánh vẫn có một số cái vết xước, nhưng mà thật ra từ một thời điểm mà tôi nghĩ rằng họ đang có một cái lợi thế quá là lớn. Nhìn hơi ẩu nha, mất đi cái tốc biến. Thời điểm này thì thực ra nó không phải là thời điểm nhạy cảm. Mặc dù là Baron ra, nhưng mà không nhất thiết phải giao tranh ngay. Rồi rồng thì còn tới 3 phút mấy nữa. Nên Genji bây giờ cứ thoải mái đẩy lên. Họ đang bay, đang kiếm mạng. Lipper là mục tiêu của Lobang quăng tới. Bay xin cái mạng và bay có được mạng. Sau đó Andil cũng đứng kế bên, Andil tốc biến.
Bay lướt theo, tốc biến vào sinh mạng, có double kill. Bắn tiếp vào người Đu Đu nhưng các và sát giúp bên ta chạy về. Rất tuyệt vời, một pha tấn công chớp nhoáng đến từ các thành viên của Gen Z trong nhịp đó. Sự quyết đoán đến từ Bay và cả khả năng lặng lách đến từ Lehen nữa đã khiến cho bộ đôi của KDF ôm hận trong tiếng vừa rồi. Để xem ba người còn lại của KDF có làm gì được ở Baron hay không đây. Họ đó. Biến về và di chuyển xuống nửa dưới mà thôi. Có vẻ như là cái mục tiêu của các đội LCK đó là phá được cái trụ thứ ba của Genji. Tôi nghĩ ván này nhiều khi là trụ hai còn khó đó. Trụ một thì có thể được, ở cái trụ dưới là đang bung người để đẩy, chứ trụ hai là có cảm giác là khó đó. Những pha đu tường của Pay đang có được cái độ đột biến rất là cao, khi ta tìm kiếm được những cái góc tường rất khó đoán dành cho các thành viên bên phía của KDF. Và một pha tốc biến lên rất quyết đoán khi đã ngoài tầm làm choáng của đối phương rồi để có thể hạ gục được nốt người chơi hỗ trợ bên phía KDF mà thôi. Hai mạng tuyệt vời dành cho xạ thủ của Genji và lợi thế đang ngày được một kéo giãn hơn. Lúc nãy là 4.000 tiền, bây giờ nó lên con số là 7.000 tiền rồi, chỉ trong một vài pha giao tranh mà Genji chớp thời cơ thôi, chứ nó cũng không phải là những pha giao tranh nó thực sự là rõ ràng. Họ cũng không cần phải set up hay là chuẩn bị gì quá nhiều, chỉ là đơn giản họ biết rằng đối phương có khả năng phạm sai lầm cao hơn mình và họ đã trừng phạt được một số sai lầm đến từ bên phía KDF. Và giờ đây tôi chỉ sợ rằng sau cái vụ lợi Baron này là phải tầm lên gần 10.000 tiền không ta. Bulldog đang nỗ lực để lấy cái trụ đầu tiên cho KDF ở cánh trên. Anh ta đẩy một mình nha, thì khả năng là sẽ lấy được trụ đó. Nhưng mà để đổi lại thì tôi không biết là họ sẽ mất bao nhiêu trụ đây. Mà hèn lao vào, người ta cũng chỉ lấy được cái nhật thực của Endil mà thôi. Trụ 3 ở khu vực đường dưới đến từ phía KDF đã bị phá hủy rồi. Trụ 2 ở khu vực đường giữa đang bị Pay tấn công. Nhà lính đường dưới cũng đang bị tấn công. Thế gọng kìm ở ngay trong sân nhà của mình đang được Genji tạo ra dành cho bên phía KDF. Họ chưa muốn giao tranh, không làm được gì rồi. Tại vì thực ra bên phía của KDF xác định là Bulldog có ở nhà, còn họ không đánh nhau được thì thôi lấy cái tiền thưởng mục tiêu của cái trụ một cánh trên. Vấn đề là Genji đẩy cũng rất là quyết liệt. Họ là một đội rất là giỏi trong việc nhìn thấy cái sự suy yếu của đối phương. Bulldog đã tung ra, dù là trâu như anh điều cũng gần hết máu, quay ngược ra mở để tạo cơ hội cho đồng đội nhưng không có cơ hội nào cả. Bay lại ăn mạng, Ken nhìn xin một mạng, Bay lao vào trong căn cứ đối phương, bắn liên tục vào người của Leaper và Leaper là người tiếp theo nằm xuống với cú double dành cho Bay. Người sống sót là Bulldog, nhưng tôi nghĩ rằng ván đấu này thì có kết quả rồi. 10.000 tiền và Baron vẫn còn một phút nữa mới hết. Nó cho thấy sự hủy diệt mà Genji đang dành cho KDF như thế nào, và họ cũng đang rất muốn kết thúc ván đấu này rồi. Dịch chuyển cả hai người luôn cho nó cẩn thận. Và năm bộ lợi Baron vẫn còn đó đến từ bên phía của Genji. Thứ duy nhất mà giảm đi của Genji là cái khả năng dứt điểm của Bay mà thôi ở trong ván đấu này. Còn lại sức mạnh của họ y nguyên, không thay đổi gì cả. 23 phút khoảng chừng 30 giây thì Genji dứt điểm KDF trong ván đấu đầu tiên. Rất khó khăn dành cho bên phía KDF. Vừa họ đã có những sự nỗ lực ở trong ván đầu tiên rồi, rõ ràng như thế là chưa đủ để có thể làm khó được đương kim vô địch của LCK. Chúng tôi sẽ tạm biệt các bạn trong ít phút, và khi chúng tôi quay trở lại hãy cùng chờ đợi một cái điều kỳ diệu nào đó từ KDF ở trong cặp BO3 này. Jerry đường giữa thực ra cũng đã từng xuất hiện rồi, cái thời mà giao điện có, vẫn vừa được sửa lại và nó kích được rất là nhiều lần. Cộng thêm khả năng ở đường giữa thì bạn sẽ tiếp cận được dễ hơn với hai cái bức tường hai bên, từng sử dụng được nhiều lần những cái tình huống xung điện cao thế được cường hóa lên. Và đây, Ivan đã xuất hiện trong tay của Curse trong ván thi đấu này để hỗ trợ cho hai xạ thủ. Để xem có cái sự đột biến nào đến từ bộ đôi đường dưới của bên phía Genji hay không. Vậy là KDF làm tốt quá chứ. Tôi thì tôi thấy là bên phía cái việc mà Genji cấm Leona là một cái điều rất là thú vị. Như tôi hồi nãy tôi tư vấn là cấm Wyvern chỗ đó thì ngon hơn. Và để coi là Curse đánh Wyvern này như thế nào. Còn Genji bây giờ họ phải quyết định nè. Cái việc mà KDF cấm đi Lucian là họ sợ rằng Genji sẽ flash con Corki này xuống dưới. Nhưng mà Corki vẫn trong tay của Jovi. Sẽ là Kai'Sa Nautilus cánh dưới. Combo chất tướng rất là quen thuộc kết hợp với nhau thôi. Cho Lehen với lại Bay. Vậy thì KDF chốt đội hình của mình. Đội hình của KDF nhìn ngon lắm nha. Tôi thích cái đội hình của KDF đó. Một đội hình đánh theo thiên hướng là phòng ngự phản công cực kỳ tốt, với những cái lớp giáp được búp vào đến từ bài Ivern này và khả năng dựng tường chắn những cái đòn đánh đến từ các vị tướng cấu rỉa của bên phía Genji, đến từ Brom. Để xem có khóa vào không đây. Vẫn đang nhá. Brom lắp vào là cực kỳ đẹp luôn. Đẹp. Với một đội hình làm choáng cũng rất nhanh, với những đòn đánh thường được kích hoạt liên tục đến từ đội hình hai xạ thủ. Rồi là một con Rekton cũng có thể tạo thành cái thế gọng kìm nữa. Một đính rất hay bên phía của KDF. Và để xem, như vậy là Jerry đường giữa thật thì phải. Chưa có sự trao đổi giữa Bulldog và Leaper. Như vậy là bên phía của Genji cấm con Leona này, nó có cái tính hợp lý của nó. Họ biết rằng con Ezreal này vẫn đánh đường dưới, nên họ loại đi cái cặp đôi Leona Ezreal.
Rồi, nhưng mà nhìn chung thì tôi vẫn cảm nhận rằng đội hình của bên phía KDF nếu như họ vận hành đúng thì họ vẫn sẽ có rất là nhiều cơ sở để thắng, bởi vì Ivan vô hiệu hóa rất là nhiều những cái nguồn sát thương cấu rỉa từ bên phía của Genji. Có hồi phục, có tạo giáp, rồi gọi thêm Daisy ra đỡ sát thương chung nữa. Cứ đánh lì lì tới giai đoạn giữa của ván đấu, cứ ôm cái đội hình 6 người đi tới từng mục tiêu một giao tranh thì họ sẽ rất là khỏe. Vấn đề là yêu cầu đặt ra luôn luôn là không phạm sai lầm trước Genji để họ khai thác, thế thôi. Rõ ràng như vậy rồi, chúng ta thấy được tại kỳ LEC vừa rồi thì con Ivan trong tay của Thiên thì phải không nhầm trong cái trận đối đầu với chính Genji luôn, khắc chế con bài Karthus. Và cái đội hình này nó cũng gần như kiểu vậy, là một đội hình mà bạn muốn sẽ muốn cấu rỉa đối phương trước thềm giao tranh. Thì Ivan với Genji trục tội, với những cái lớp khiền của mình sẽ làm cực kỳ tốt trong việc giúp đồng đội của họ hồi phục lại và có thể chiến tiếp ở những cái nhịp sau. Nó có thể là ý đồ bên phía của KDF đang bày ra với một đội hình mà Genji đang có 3 mũi cấu rỉa. Nếu như mà Pace lên theo hướng mà anh ta muốn cường hóa cả 3 chiêu của mình thì đó cũng sẽ là một cái lượng sức mạnh tương đối lớn bên phía của Genji để họ có được cái cơ sở bước vào trước thềm những pha giao tranh. Các bạn khán giả của LCK tiếng Việt thân mến, chúng ta cùng đến với ván thi đấu thứ hai của trận đấu này, cuộc đối đầu giữa Genji, đương kim vô địch của giải đấu, và KDF khi mà tỷ số đã là 1-0 nghiêng về bên phía của bầy hổ. Đợt gần đây thì tôi ít để ý cái món trang bị đầu tiên của những người chơi đánh Ivern, nhưng mà Curse vừa rồi không mua bình máu thì tôi nhớ rằng là cái vòng rừng đầu tiên của Ivan không tốn quá đúng nhiều rồi, đúng không? Về cơ bản là anh ta đi làm bạn với quái vật bạn cải, cho nên là là dắt bạn vừa ôm bạn về nhà thôi chứ không có đánh nhau, cho nên là không có tốn máu. Ok. Cho nên là cũng không cần để tiền nó lên trang bị cho sớm cũng được. Thì cái lợi thế của Ivan chính là một cái vòng rừng rất là nhanh, và bạn dùng cái vòng rừng nhanh đó để làm gì là điều rất là quan trọng. Cho nên là đối với từ góc nhìn của Genji mà nói, họ bây giờ họ thứ nhất là họ phải đoán được là cái vòng rừng của Curse nó sẽ như thế nào, nó kết thúc ở đâu, để tránh một pha bị tấn công bất ngờ với một cái tốc độ farm rừng nhanh như là của Ivan. Và rõ ràng phía Genji họ biết được điều đó, họ cũng đã hỗ trợ cho Canyon ở trong bãi quái vật rừng đầu tiên rồi. Để có được tốc độ lên cái cấp độ sớm hơn, cũng như cái tốc độ dọn rừng tương đương với cả Ivan bên kia. Vừa rồi thì Kin đã phá được một con mắt, anh ta sẽ là người có cấp độ 2 trước hơn so với cả Dudu. Thì không làm choáng tốt đến từ Leaper, hộ vệ được kích và đó là cũng trao đổi thành công. Rom rất là khỏe nha, những cấp độ đầu tiên Rom rất là khỏe. Còn Kin thì lên cấp 2 trước, có đúp sẵn, bắn đủ, quy trúng. Áp lực cực kỳ lớn đến từ đường trên của Genji, và ngay lập tức Dudu đã ở vào thế phòng ngự. Anh ta cũng Kin thể hiện cái độ tinh quái của mình, anh ta không nâng chiêu quá sớm. Anh ta đã để dành cái W cấp 1 đó để phá mắt, và bây giờ đây thì anh ta rất là thoải mái trong việc cấu máu xong vào trụ, cấu máu xong vào trụ. Thì Dudu chỉ có thể đứng từ xa nhìn lính mà thôi. Còn đây là thông số không mấy đẹp của Kai'Sa thì hiện tại, khi mà cái tỷ lệ thắng đang là tương đối thấp đến từ cái cô nàng này, mặc dù là một trong những xạ thủ cực kỳ được ưa thích bởi nhiều người chơi tại các khu vực hàng đầu. Và hy vọng ngày hôm nay Kai'Sa sẽ có được cái thông số tỷ lệ thắng nó tốt hơn. Curse đang là người muốn tạo đột biến ở đây, ta tìm vào châu Vi, không thành công với cú chói của mình. Ivan 3-7, anh ta cũng đã đặt nội tại của mình rồi, cho nên ta sẽ có khoảng trống để đi ra găng thử, nhưng mà cũng không xin được nhiều máu hay là năng lượng của châu Vi lắm. Thì lui ra coi như là tạo một chút xíu khoảng trống cho Bulldog để đẩy được mà thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng sau pha vừa rồi thì cái vòng rừng của bên phía Curse đã bị xác định. Thì ít nhất ngay lúc này Genji sẽ biết rằng Curse đang ở nửa trên bản đồ. Ivan cũng không phải là vị tướng quá mạnh trong việc cạnh tranh cua khoảng thời gian ban đầu, đặc biệt là đặt trong cái ngữ cảnh là Dudu còn đang bị ép vào trụ nữa. Thì Canyon quyết định chủ động vào rừng để tìm kiếm Curse để rắc rối đẩy, nhưng sát thương không đáng là bao cả. Curse đang tìm cách để gọi Dudu ra sông để cạnh tranh cua, nhưng mà chắc là hơi khó rồi, đổi cua thôi. Một tình huống mà Curse anh ta vẫn đang muốn nán lại ở đây. Trong khi đó thì Canyon cũng có thể là ngửi thấy được mùi gì đó không thơm, anh ta cũng đã quyết định quay lại với con cua trên rồi. Lượng máu của Dudu cực kỳ thấp, nhưng đường dưới bị làm chậm, có thể bị làm choáng đến từ Bay. Vẫn mất thanh tẩy, kéo được vào trụ cho nên Adil bị trụ bắn, nhưng mà Bay ở một cái ngưỡng máu bắt buộc phải về. Có cảm giác như là bên phía của KDF đang vận hành tốt con Brom với Ezreal này. Những cú tuyết tê tái tỷ lệ thành công rất là cao, nó giúp cho bộ đôi đường dưới của KDF đã đè được đối phương.
Đây sẽ là tình huống di chuyển xuống nửa sông dưới của Canyon. Anh ta sẽ nhanh hơn Kurt một bước và sẽ là người tiếp cận được với hai con cua đầu tiên của vòng rừng thứ nhất. Và KDF cũng biết được thông tin đó. Họ đang không muốn cho Canyon làm được cái tình huống đó một cách tương đối là dễ dàng. Họ đang bước ra, nhưng Canyon cũng đã xong rồi. Cái vấn đề tại sao mà Kurt đã không thể nào mà đổi cua ngay lập tức là tại vì cái áp lực từ Kin lớn quá. Anh ta đè Dudu tới mức mà cảm giác là có thể băng trụ 1-1 để solo Dudu. Cho nên là Kurt phải ở lại đứng sau lưng Dudu để đường trên của mình không bị solo kill. Thì bởi vì anh ta mất cái thời gian đó cho nên Canyon mới có được cái pha xử lý hai cua, là cua trên xong chạy xuống cua dưới vừa kịp. Thì chính cái áp lực của Kin đã giúp cho Canyon có hai cua như vậy. Kurt đang cố gắng gỡ gạt lại bằng cách là vào cướp bãi chim với việc sử dụng trừng phạt luôn cho nhanh. Và anh ta cũng sẽ có một cái trừng phạt thứ hai sẵn sàng cho những tình huống mà bên phía của Genji có thể sẽ tấn công lên những con sâu ở vòng rừng tiếp theo của Canyon mà thôi. Khi bước di chuyển, anh ta đang hướng lên nửa sông trên rồi. Còn đây là con rồng lửa đầu tiên của ván đấu. Kurt đang ở nửa dưới. Đường giữa Bulldog đang đẩy tương đối là ổn. Đường dưới thì nãy giờ vẫn đang là áp lực duy trì tốt đến từ Leaper và Andil. Thì để xem là Kurt có muốn ưu tiên con rồng này không đây. Nhưng có vẻ những bước di chuyển của anh ta vẫn đang muốn hướng lên cánh trên thì phải. Tôi nghĩ rằng bây giờ Dudu phải chơi ở cái thế xác định là đừng để bị hạ gục và đánh cầm chừng thôi. Đội hình của KDF á, là chờ hai xạ thủ mạnh đánh xoay quanh xạ thủ và Ivan với Brom. Cho nên là Dudu không phải là điều kiện thắng. Nhưng vấn đề là anh ta cũng không được để cho Kin khỏe quá. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải... Bởi vì cái việc mà anh ta bị đè nó khiến cho vừa rồi là Kurt bị mất một cua rồi đó. Đúng như vậy. Và cái áp lực nó như vậy thì bây giờ Genji đã xác định được điểm yếu của đối phương là Canyon sẽ đánh cánh trên. Và Canyon đang muốn cướp ngược lại bãi chim của Kurt để xem Kurt, anh ta có dám đi ra và chạm nhẹ vào con chim đó hay không? Nếu anh ta làm được thì chưa cướp được rồi. Chắc là chưa giữ lại được con cua đó, bãi chim đó. Anh ta không có trừng phạt, Canyon cũng không. Nhưng mà che cái rễ rắc rối đó thì Kurt không cách nào đi cướp lại được cả. Và bởi vì Kin đang thống trị đường trên, Canyon rất thoải mái trong việc ăn ba con sâu đầu tiên. Rồng thì nó là một... Rồng thì hơi bị khó để cho Ivan có thể giải quyết một mình. Cho nên rồng phải yêu cầu phải có những pha di chuyển từ đường giữa hoặc là đường dưới nha. Nhưng mà vấn đề là đây, các bạn thấy không? Kin đang trở thành một cái cục nam châm hút Kurt lên. Tại vì nếu như Kurt không lên, cảm giác là Dudu nát. Rất khó khi mà bạn chơi chất tướng Rectong mà lại bị đối phương ép vào như thế này. Nó khiến cho những cái vòng rừng của Kurt bị xáo trộn. Dudu muốn làm điều do đột biến. Nhưng ta không có cái lượng nộ quá là cao. Chỉ đơn giản là lấy đi một lượng máu của Kin và đảm bảo được lượng chỉ số lính của mình mà thôi. Keo đường dưới thì đây là cái điểm sáng của KDF nè. Đây sẽ là chỗ mà họ có thể vinh vào. Và đó lý do tại sao mà các bạn thấy rằng Kurt đã quyết định thôi bỏ mặt Dudu đi, đánh xuống dưới chỗ nào đang thắng. Đây là một cái bài rừng căn bản nha các bạn. Đường khi bạn các bạn đi rừng thì đường nào thắng thì các bạn đánh xoay quanh đường đó, đừng cố gắng cứu nhân đường thua. Cứu đường thua là đi cả hai đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Và Kurt cũng đã rất nỗ lực để có thể hỗ trợ cho Dudu, nhưng cái giá anh ta phải trả đã là con cua ở trong vòng rừng đầu tiên và cả bãi chim của anh ta nữa. Bây giờ là những con sâu hư không cũng đã mất đi rồi, làm choáng chưa có. Còn tóc biển, còn cánh trên thì Dudu cũng đang phải chạy. Canyon có mặt ở đây, thần ca sấu được bật. Nhưng liên tiếp là pha chồng CC từ Canyon. Hết kỹ năng rồi. À. Wow. Kin đánh con dây này kinh khủng thật. Canh vừa khít, cái lượng không chế cứng vừa hết thì cũng là lúc mà combo của Kin hồi lại. Và lượng sát thương dồi vào là vừa đủ để cho bên phía Genji có được mạng chiến công đầu vừa rồi. Với những cái tình huống làm choáng liên tiếp đến từ Canyon. Còn bên phía KDF bây giờ họ mới có đủ khoảng trống để có thể chạm vào con rồng đầu tiên sau khi ép lui được bộ đôi Pay cũng như Lehen. Chúng ta cũng được xem lại tình huống này, một cái thế lính rất đông để cho Dudu có thể làm một điều gì đó. Anh ta đã cố gắng cắt và sắt hai lần để lùi về nhưng vẫn bị hút bởi cú đột kích băng giá đó làm choáng hai lần. Và cú cầu sấm qua cổng gia tốc này là quá tuyệt vời dành cho đường trên của Genji. Kin với Canyon phối hợp như sách giáo khoa và họ đã có được chiến công đầu. Jay là con tướng khỏe nhất của bên phía Genji nãy giờ. Với chỉ số lính và lớp giáp trụ, anh ta còn có thêm chiến công đầu nữa. Thì coi như là bù đắp được cái thất thế khu vực đường dưới. Đường dưới thì Bay và Lehen đã nói chung là đã thua đường rồi đó. Cho nên là bây giờ họ chỉ chờ tới giai đoạn sau và đánh xoay quanh cánh trên thôi. Chứ kèo này bây giờ 2-2 chắc là cũng khó thắng. Cánh trên của bên phía Genji đang chơi rất là tốt. Đặc biệt là vị trí của Canyon cũng như là Kin. Tovi thì nãy giờ anh ta vẫn cứ chơi theo cái kiểu của đánh của mình mà thôi. Luôn luôn tạo ra được áp lực về chỉ số lính so đối phương khoảng chừng 10 con và giữ được cái thế trận rất là ổn để cho Canyon có thể di chuyển. Nhưng bây giờ ta tìm vào vị trí của Kurt. Canyon có trừng phạt. Còn đó. Kurt thì không có, cho nên anh ta sẽ phải mất con bùa đỏ mà thôi. À không, vẫn đang muốn giữ. Gọi Daisy ra, gọi hồi ra, quyết tâm giành con bùa đỏ của mình. Và như vậy là 2-1. Canyon không lùi tại vì Canyon cũng gọi hồi. Canyon gọi Jovi đi thẳng từ đường giữa vào. Như vậy là bùa đỏ cho Canyon.
không làm gì được cả, khi anh ta không có trừng phạt và cái nội tại của anh ta cũng đã chưa quay xong một vòng để có thể ăn được con bồ đỏ đó. Tiếp tục là bãi chim, thì bãi chim thì đã quay xong điểm nội tại rồi. Bớt khổ hơn một tí dành cho Curse, nhưng ta vẫn đang bị chịu thua khá nhiều và chỉ số đánh so với game ở bên phía bên kia. Đường dưới là điểm sáng duy nhất gây đẹp tính thời điểm hiện tại, đến từ khả năng đi đường tốt của Leaper và Undil với những cái tình huống kia đang đứng trúng liên tục của họ. Bây giờ Curse muốn lên trả thù cho Kin rất khó khi mà Canyon luôn luôn loanh quanh khu vực này. Rất lên trả thù cho Kin là thật ra nó cũng đúng anh Khải, không sai đó. Cặp này thân nhau lắm. Bây giờ thì không cứu được, như đã nói thì cái kèo đường trên này đã xác định nếu bạn muốn cứu á, thì kiểu như là lên cho có lợi thôi. Chứ thôi để mặc cho Dudu phải bơi thôi, kèo đã bắt buộc phải tự bơi. Curse sẽ phải đánh xoay quanh cánh dưới, họ đã có rồng đầu tiên rồi, điều kiện thắng của họ sẽ là bây giờ cứ rồng ra là gom người xuống, gọi Daisy ra, ăn rồng, làm sao đảm bảo được cái mạch rồng. Và cũng phải khấn khấn một tí nha, khấn con rồng đẹp nha, rồng đầu tiên là rồng lửa, rồng thứ hai là rồng nước. Nó mà ra con rồng hóa kỷ, rồng gió là cũng khóc đó. Để xem nào, Canyon tiếp tục một lần nữa muốn lên tạo lợi thế cho Kin. Và lần này thì Dudu không có tốc biến, anh ta còn chiêu cuối, để xem anh ta sẽ xử lý như thế nào đây. Tôi không nghĩ Dudu sống được pha này, thần cá sấu bật rất là sớm. Bồ la băng còn chưa tung, bồ la băng khép góc từ Canyon, cho nên là Dudu câu được thêm một nhịp nữa. Canyon buộc phải tốc biến, Kin cũng dứt điểm. Hơi cấn một tí, nhưng kết quả thì vẫn là thành công. Hai tốc biến phải bị lấy đi đến từ bên phía của Gen.G trong tình huống vừa rồi, nhưng không sao cả, họ vẫn lấy được mạng của Dudu cũng như là một lượng lớn chỉ số lính của anh ta và điểm kinh nghiệm nữa. Còn cá sấu bây giờ sẽ là cực kỳ thọt, nhưng bên phía KF vẫn muốn tận dụng quãng thời gian mà Gen.G mất hết tài nguyên để có thể ăn được những con sâu này, không cho phép Gen.G có được 6 sâu hư không, bởi vì dù sao Jayce cũng là một chất tướng khả năng đề lẻ tương đối tốt và họ sẽ làm được điều đó khi mà Canyon bây giờ mới bước từ nhà ra. Một con sâu đã có rồi. Con sâu thứ hai thì sao đây? Lehen dịch chuyển lên cùng đồng đội của mình, cú kéo thành công vào người của Curse. Sát thương rất nhiều từ Genji, bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy, nhưng Curse chắc là chạy không nổi rồi. Bay lại ăn thành công điểm hạ gục đó, mặc dù chắc chắn là lượng sát thương người ta gây ra là ít nhất. Rất khéo với một tình huống bắn nội tại ở cái dạng gọi là sát thương kết liễu rồi đến từ Bay. Người ta có điểm mạng vừa rồi, và những nỗ lực của KDF chỉ có thể giữ lại được một con sâu mà thôi. Dudu lại gặp khó khăn ở đây rồi, bị giữ chân nhưng mà sát thương chưa tới. Bộ đôi này của Genji thì chỉ có CC thôi, cho nên Dudu vẫn đi về được. Và Bay thì tập trung cho việc lấy lớp giáp trụ để bù lượng tiền mà anh ta bị thua thiệt ở trong khoảng thời gian đi đường. Điểm sáng của KDF vẫn có, đó là một hai xạ thủ của họ vẫn đang ở trong một cái ngưỡng chấp nhận được về mặt tài nguyên, đặc biệt là Leaper lấy được 4 lớp giáp trụ thì nếu như họ vận hành tốt vẫn có một cái cơ sở nho nhỏ. Hãy nhớ là phải đánh xoay quanh rồng nha, đảm bảo mạch rồng phải giữ được cho KDF. Chắc chắn là họ sẽ phải ghi nhớ điều đó rồi. Và rõ ràng là bên phía của KDF, đặc biệt là Curse, đang cố gắng di chuyển ở khu đường dưới này rất là rộng, cộng thêm cả Endil nữa. Nhìn vào bộ đỏ của Canyon, cướp thành công, làm chậm nhưng sẽ không đánh tiếp khi mà Kin đã xuống đường dưới này rồi. Một tiếng đảo đường hay bên phía của Gen.G để đảm bảo rằng Pay sẽ là người có được cái trụ đầu tiên toàn bản đồ và ba lớp khiên trụ được nhường cho anh ta. Từ người đang rất là nghèo khổ, bỗng dưng một túi tiền khổng lồ rơi xuống và Pay... Tôi nghĩ rằng bây giờ sẽ không còn thua thiệt nữa đâu. Mặc dù chỉ bị Leaper bỏ xa khoảng chừng 10 chủ số lính, nhưng rõ ràng là cái lượng tiền mà anh ta thu về được từ khiên trụ và từ cái mạng anh ta hút được lúc nãy sẽ bù lại tất cả mọi thứ. Lehen là người mở tầm tối đa luôn. Một quy, một đòn đánh thường đến từ Bay, thế là xong. Những cái R đứng kế bên, một quy, một đòn đánh thường vừa đủ để ăn mạng. Riêng cái việc mà không để cho Bay nghèo khổ thì thứ nhất là gia đình của Bay sẽ lo, thứ hai là gia đình thứ hai của anh ta là Genji cũng sẽ đảm bảo điều đó. Chưa bao giờ họ để cho em Bay phải khổ cả, trừ hai ván cách đây vài ngày. Mà giờ đây thì con Ezreal này, đấy các bạn thấy chưa, hơn tiền rồi. Thua đường banh xác giờ hơn tiền rồi. Một phát hơn luôn đối phương 600 tiền. Leaper úa chả hiểu vì sao mình đang có cái lợi thế cực kỳ lớn trước Bay mà tự dưng bây giờ anh ta lại ở thế thua tiền cả. Giao điện đã có, bên phía kia là tam hợp. Chắc chắn là bên phía Genji cũng sẽ chưa đánh quá là mạnh ở đây khi mà con rồng đã xuất hiện rồi. Có cái sự diện của Curse nữa, Dudu cũng đã xuống. Anh ta biết được rằng bây giờ mình có ở nửa trên thì cũng sẽ không có cửa để có thể đấu lại với vị trí của Kin. Nên anh ta sẽ xuống dưới để hội quân cùng những người đồng đội của mình và tạo ra một tình huống giao tranh có lợi về quân số. Kin không có dịch chuyển, Genji cần phải cân nhắc với tình huống này. Ruby đang bị đẩy ra nhưng mà Bulldog thấp máu quá rồi. Con rồng, điều kiện thắng của KDF nó nằm ở chỗ con rồng. Curse phải đảm bảo được điều đó. Bulldog băng đã tung, cú ánh sáng bắn tốt nhưng mà Canyon vẫn còn khá nhiều máu. Canyon ăn con rồng và sau đó thì KDF bị hất tung lên nhiều người với một tình huống thả chiêu cuối cực kỳ hay của Lehen. Nhưng Bay đang phải chạy, Bay né pha xung điện cao thế của đối phương và ta chạy thành công. Trong khoảng thời gian này thì Kin ăn được cái trụ hai cánh trên. Người giàu lại càng giàu. Đó là Kin, khi anh ta không cần phải xuống đây giao tranh cứu những đồng đội của mình, Genji vẫn có được rồng
và họ có được 700 tiền chảy thẳng vào túi của Kin, mặc dù anh ta không phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ đẩy tiếp đường lính ở phía trên và ăn cái trụ thứ hai của đường trên đó cả. Một tình huống giao tranh sau đó thì nó không mang nhiều ý nghĩa nữa rồi khi mà Lehen cố gắng mở. Nhưng đó là lúc mà còn Ivern cho thấy cái sức mạnh của mình với những tiếng búc khiên liên tục, với cái dây chuyền tội đã lên thì nó vô hiệu hóa hoàn toàn các cái lượng sát thương diện rộng đến phía của Gen G. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống giao tranh này. Gungeon, anh ta rất tỉnh táo với cái vị trí đứng của mình. 4-6 4-6 là những gì mà bên phía của em có lợi hơn. Nhưng cú bô la băng đẹp đến từ Canyon để khóa thẳng vào vị trí Ivern của Kurt, và sau đó là anh ta trừng phạt thành công. Và cuối cùng thì người nằm lại đó là Rotius. Gen G lấy được tất cả gì họ muốn, họ có được con rồng. Còn Kin thì thoải mái đẩy hai đợt lính cánh trên lấy được trụ hai, tự cho bản thân mình và Gen G một lượng tiền rất là lớn. Cho nên mặc dù có điểm hạ gục nhưng thực sự là KDF đã lỗ ở trong pha đó. Và giờ đây thì họ đang phải nhìn vào một cái chênh lệch về tiền gần 5.000. Nó sẽ được tăng lên rất là nhanh. Gen G như các bạn đã thấy trong ván đấu đầu tiên, sau khi đi đường kết thúc thì Gen G hơn 1.000, xong thành 3.000, rồi 7.000 và sau đó là 10.000. Cứ 4 nhịp như vậy là xong, phút thứ 24, endgame. Đó là sức mạnh của Gen G khi họ rất biết cách để thể du ngủ đối phương vào những cái thế trận macro như kiểu như vậy. Những cái lợi thế nhỏ họ sẽ dần dần biến nó thành những cái lợi thế lớn bằng những tình huống bắt nhịp giao tranh mà thôi. Lehen bị gặp nguy hiểm ở đây. Chúng ta có Kin kéo thành công. Gen G từ phía sau đi tới, bô la băng dính vào Kurt, Kurt đang bị bắn. Và ta bắt buộc phải tung heo bỏ chạy, nhưng Kenyan đã thấp máu. Anh ta còn 100 máu bỏ chạy thì đã bị dứt điểm bởi điện đặt định điểm. Hai mạng cho KDF và sẽ có luôn cả sứ giả. Tiếp tục là những lớp khiên đến từ của Ivern cộng thêm dây chỉ trục tội nữa. Nỗ lực đến từ Bay là chưa đủ khi anh ta chưa có quá nhiều món trang bị để có thể hạ gục được con bà Ivern của Kurt trong tướng vừa rồi. Và nỗ lực tấn công thất bại từ phía của Gen G. KDF thành công trong việc gỡ được một mạng, nhưng họ vẫn đang phải cố gắng để gỡ lại tất cả những lượng tiền. Ở đây có thể là tình huống đó nhưng không. Đu đơn giản là rớt lên để lấy máu thôi. Tí nữa thì Đu gục, anh ta cố gắng giữ cái trụ này thêm một nhịp. Nhưng ít nhất là KDF đã có một bước tiến rất quan trọng. Thứ nhất là họ shut down được Kin, ngăn mạch thăng tiến sức mạnh của ta trong pha giao tranh ở khu vực sứ giả. Thứ hai, họ có sứ giả để có thể hy vọng chuyển hóa nó thành những cái công trình trong khoảng thời gian sắp tới, hạn chế bớt những cái thua thiệt. Họ đã cố gắng để giữ mức thua thiệt, bây giờ chỉ còn lại con số 3.000 mà thôi. Và chúng ta cũng được xem lại tình huống này, cú kéo thành công của Lehen vào Andil. Nhưng đó là một con Brom cực kỳ trâu. Mọi thứ được dồn vào Ivern, nhưng cuối cùng chúng ta không nằm xuống. Nhưng thì chỉ trục tội và cái lớp khiên của con Ivern này tự tạo cho bản thân mình là quá nhiều. Và đó lý do vì sao mà Gen G họ bị hụt sát thương trong tình huống đó. Mặc dù những chiêu thức họ tung ra là rất chuẩn và tương đối là đúng người rồi. Ivern không phải là một vị tướng quá trâu, nhưng cái lớp khiên nó tự tạo ra cho bản thân là cực kỳ nhiều. Và đó lý do vì sao mà Gen G đã thua trong tướng vừa rồi, và KDF thành công trong việc thu hẹp được khoảng cách về tiền. Bây giờ như thế này, điều kiện thắng của KDF thật ra vẫn còn. Đó là cứ kéo nhau ra rồng, dùng cái đội hình 6 người như tôi đã nói để đánh từng con rồng một. Nhưng rất quan trọng là bạn phải có được rồng. Họ đã thua trong cuộc cạnh tranh 50-50 trừng phạt với Canyon ở trong con rồng trước, thì họ phải đảm bảo rằng con rồng này phải thành công. Con rồng này rất là ngon dành cho họ nha. Sau con rồng nước thì con rồng đất chính là con rồng đẹp nhất cho cái đội hình hai xạ thủ của bên phía KDF để vận hành với Ivern. Cho nên là phải đảm bảo rằng Kurt phải thắng trong những pha trừng phạt với Canyon. Vậy là bên phía KDF đang cần phải loại bỏ Canyon ra khỏi những cái tình huống đó, hoặc nhất là khống chế cứng anh ta trong những nhịp trừng phạt 50-50. Vừa rồi kinh tướng huống đó là tình huống mà Canyon chủ động hơn khi ta quăng Bola băng vào vị trí của Kurt để đúng không rồi, cho Kurt có cơ hội trong những cái tình huống tranh chấp. Nhưng những nhịp tiếp theo thì Brom của Andil cần phải lên tiếng với những tấm khiên của mình, với những cái đa băng địa chấn để chia cắt đội hình của Gen G, hoặc ít nhất là khiến cho Canyon gặp khó khăn. Bùa đỏ vẫn đang chờ để cướp đến từ Kurt. Còn bên phía của Gen G thì không cho phép nó trở về, vẫn cướp được đến từ vị trí của Kurt. Cuối cùng thì họ cũng thành công một mục tiêu nho nhỏ, nhưng mà thực ra nó không nhỏ lắm nha. Tại vì đội hình đánh mỗi đội hai xạ thủ thì bùa đỏ rất là quan trọng để tối đa sát thương đến từ mỗi bên. Và cướp được bùa đỏ của đối phương là thành công. Sau đó sứ giả được kéo ra khu vực đường giữa. Người cầm nhiều tiền, Kin. Phá lính đúng không? Và thậm chí ăn được một con nữa. Kenyan đang đứng rình. KDF đã đẩy xong nhưng họ lui về. Không có gì nguy hiểm trong tướng vừa rồi cả. Và Kin, anh ta đã có được thần kiếm Muramana rồi. Lượng sát thương của con bài Jayce này bây giờ sẽ cần phải được lên tiếng trước thêm những pha giao tranh cầu sấm. Nhưng nó trúng vào Andil mà thôi. Đã hủy được biến về của Leaper trong tướng vừa rồi nhưng không lấy được quá nhiều máu. Pay đã có được cuồng đao Gunso, anh ta vẫn sẽ cần thêm nanh Naso nữa để có thể cường hóa được chiều tia truy kích của mình, để có thể trở thành mũi cấu rỉa thứ 3 đối với Gen G trước thêm những pha giao tranh. Con rồng đất đã xuất hiện rồi, trừng phạt được sử dụng đến từ Kurt, nhưng ta có hai trừng phạt và sẽ hồi lại trong những phút tiếp theo mà thôi. Dudu có tốc biến, giữ các bạn là có dịch chuyển, anh ta sẽ có quyền để được di chuyển ở phần nửa trên, áp lực vào trụ, sau đó thì dịch chuyển vào những góc mắt được cắm trước. Xem về phía Gen G có phá được hết những con mắt ở bên rìa
mà cây đép cắm dài không? Không cần. Bỏ. Không cạnh tranh. Thứ nhất là họ đang cho, họ muốn cho Dudu có thêm trang bị. Dudu bị nghèo quá các bạn. Dudu 131 chỉ số lính trên người, có mỗi cái điều đen. Các bạn thấy hồi nãy Chu Vi bắn tí nữa thì anh ta hẹo. Cho nên là cây đép quyết định phải. Ok, đây là con rồng thứ ba thôi. Mỗi bên thì Genji có 2, cây đép có 1. Tôi nghĩ con rồng vừa rồi, con rồng được phép bỏ để nếu như không mất trắng nha. Và thật sự là họ không mất trắng. Trong khoảng thời gian Genji ăn rồng thì Dudu được 2 đợt lính và có thêm cái trụ, có thêm một chút xíu trang bị chống chịu để có thể ít nhất là chịu chung với lại con Daisy nữa. Liên tục lấy tình huống phá bệnh đến từ cạn dần và Curse vẫn chưa thể nào ăn được con bùa đỏ đó. Đã đạt được điểm nội tại rồi và sau đó thì cạn dần cũng đã rút lui mà thôi. Chung một đường giữa thì lợi thế về máu đang nhỉnh hơn cho KDF, vì lúc nãy con sứ giả đã lấy đi được rất nhiều máu của trụ bên phía Genji rồi, nhưng họ vẫn đang thiếu những công cụ lao vào để có thể mở ra tranh trực diện hơn. Có cái băng địa chấn thôi thì tốc độ của nó cũng không phải là quá nhanh. Rồi là thần cá sấu Dudu thì bây giờ cũng đang hơi là đuối một chút xíu khi ta không có được những món trang bị để có thể ép được vào khu vực giữa. Cho nên cái bài toán này bên phía của KDF vẫn chưa thể nào có lời giải. Họ chỉ có thể dọn dẹp những đợt lính mà bên phía Genji đẩy vào mà thôi. Thì rõ ràng là lợi thế về mặt kiểm soát tầm nhìn và khả năng di chuyển bên phía Genji vẫn đang làm tốt hơn. Người sáng check tầm nhìn, nó sẽ đem lại cho bên phía KDF thông tin là Comaron vẫn còn y nguyên thôi. Giờ đây thì khi mà chúng ta nói về điều kiện thắng là rồng thì hiện tại sẽ là một cái khoảng thời gian trống. Và đây là lúc mà những pha cấu máu phải phát huy tác dụng. Bola băng, sau đó bên phía Genji tràn lên. Người chịu sát thương là Braum của anh Điều và anh ta không chịu nổi. Daisy gọi ra quá trễ. Tôi nghĩ rằng Curse phải chú ý hơn một tí nên gọi Daisy sớm một tí để còn che chiêu được. Anh ta có cả chuông bảo hộ Mikael nhưng ta không dùng vào người anh Điều từ sớm. Cộng thêm cả di chuyển tội nữa. Anh Điều lúc anh Điều nằm xuống rồi, hoặc là sát lúc Andrew nằm xuống rồi thì cái dây chuyền trục tội và cái chuông bảo hộ mới được sử dụng lên người của hỗ trợ bên phía KDF, lúc đó đã là quá muộn. Và rất may cho bên phía KDF là bên phía Genji cũng đã đầu tư nhiều tài nguyên cho nên họ chưa thể nào lấy được trụ một đứng giữa bên phía KDF, cho nên họ vẫn đang tạm thời yên ổn ở đây và con Baron vẫn đang là mục tiêu tương đối là xa vời khi mà Pay vẫn đang cố gắng để tiếp cận với món trang bị thứ ba của mình. Rõ ràng là Curse có trend con Ivern nhưng mà nó cũng chưa thật sự quen lắm với việc đánh con tướng gần như là thuần hỗ trợ này. Cảm giác là anh ta còn hơi trật trật một tí. Phải gọi ra rất là sớm. Con Daisy phải gọi sớm để nó còn che chiêu được. Chứ để mà anh Điều mất hơn 50% máu, Ivan vẫn chưa được gọi. Anh Điều nằm xong rồi bắt đầu mới gọi Daisy ra để thủ thì nó bị sai công thức Ivan. Nhưng mà không sao, con rồng vẫn còn y nguyên nha. Tình huống rất tuyệt vời đến với Genji. Và chúng ta lại thấy một lần nữa cái khả năng chớp thời cơ của Genji là tốt như thế nào trong nhịp vừa rồi. Mặc dù không có góc giao tranh rõ rệt nào cả nhưng Kenyon vẫn tìm được đúng người. Lúc nãy không phải là Andrew mà là người bị làm choáng đó là Curse. Sau đó thì Andrew là người cố gắng để có thể che cho đồng đội của mình. Anh ta phải là người phải nằm xuống. Và cái trụ đường giữa vẫn đang là vấn đề mà hai bên cố gắng giải quyết từ nãy tới giờ. Nhưng chưa ai tìm được phương án cả. Tất cả cái gì mà hai bên làm được là lấy đi một lượng lớn máu trụ của nhau mà thôi. Vẫn đang phải chờ đợi. Tôi nghĩ rằng phải đến con rồng tiếp theo mà thôi. Con rồng thứ ba nếu mà Genji ăn được. Còn nếu KDF cắt được mạch rồng này thì họ sẽ có hai rồng cân bằng tỷ số cũng như câu giờ thêm cho bản thân mình, để cho hai xạ thủ ít nhất là có được 3 món trang bị. Đây, điều kiện thắng của KDF nếu như làm đúng thì thực ra khoảng chênh lệch về tiền này nó sẽ không đáng sợ. Tôi nghĩ là không đáng sợ. Với con Ivern thì họ chỉ cần cứ, nhưng vấn đề vẫn mấu chốt nó sẽ, nếu như không phải là thắng giao tranh hoặc là hạ gục được Canyon sớm á, thì vấn đề nó sẽ quay trở lại với câu chuyện là 50-50 trừng phạt. Thì có sẽ phải chú ý cái này một tí. Rất quan trọng nha, cực kỳ quan trọng. Đội hình này nó phải đảm bảo được có được con rồng này. Rất là cần có được những cái điểm rồng đến phía KDF. Cô sáng không trúng đến từ vị trí của Lipper. Vẫn đang là một thế trận tạm thời đang là chậm đến từ hai bên. Và mặc dù rất là khỏe nhưng mà Kin lại chơi đồng đội. Anh ta lên món thứ ba là kiếm ác xà. Chứ không phải là hợp lý Sujin hay là thương phục hận gì cả. Anh ta là người có khả năng tấn công từ tầm rất xa. Cho nên anh ta muốn là bớt. Người phá giáp các cái vị trí được búp đến từ con bài Curse. Con bài Ivern của Curse. Một sự chọn rất hay đến từ Kin. Nhưng anh ta cũng sẽ một phần nào đó bị ảnh hưởng về cái khả năng cấu rỉa của mình. Nhưng anh ta là người thích hợp nhất để có thể lên kiếm bác xà rồi. Chứ để cho Châu Vi hay là Pay lên thì nó cũng được không đẹp lắm dành cho đội hình của Genji. Nhưng chọn hay mà thôi. Nhưng mà lượng sát thương đã có đủ rồi thì bạn lên một chút để hỗ trợ đồng đội cũng là tốt. Và căn dần nãy giờ anh ta vẫn đang biết được rằng là bên phía kép cần có rồng. Anh ta liên tục di chuyển quanh những cái phần rừng ở nửa dưới này. Và Bulldog có thể gặp nguy hiểm ở đây. Nhưng lượng thông tin Bulldog tôi nghĩ là có. Anh ta đang lùi tương đối sâu rồi. Có thông tin không? Có thấy ghê. Bulldog có thấy ghê. Tôi nghĩ rằng cũng rất là cảnh giác, một lời khen nhà Nobundog. Kenyon là rất là hay trong những cái pha mà bụi cây là biết ném bola. Nên là sau khi thấy một khoảng thời gian lâu không thấy Kenyon ở đâu,
thì Bulldog đã đứng sát trụ. Anh ta không có thanh tẩy nha, anh ta đánh con Jerry Dimit cho nên là dính vô la băng là chỉ có Cook. Thì tạm thời thoát được nguy hiểm. Nhưng mà Genji đang đẩy cây đép ra khỏi khu vực hang rồng. Dudu lại cánh trên, con rồng này không bỏ không được đâu nha. Rất là cố gắng đến từ vị trí của cây đép để có thể tạo ra được một lợi thế. Chính xác hơn là giúp cho Dudu trở lại ván đấu mà thôi, bởi vì ta đang quá nghèo, khu ánh sáng check được lượng máu của rồng. Deji đi trước, Deji đi trước mở đường không được rồi, lại mất rồng. Sau đó tràn vào tấn công thì Genji đã lui ra được. Có góc để đẩy đường giữa hay không? Cây đép dịch chuyển luôn đến từ Corki của Châu Vi. Đâu có vậy. Và cái góc để có thể đẩy trụ sẽ là chưa có. Và bây giờ người tạo gọng kìm mới là bên phía của Genji. Kenyon làm choáng thành công, Andil lại bị bắt lại. Nhưng ta kịp chặn khiêng lên, tung băng để chấn ngược lại. Dudu càng tới, gây sát thương rất nhiều. Lehen thấp máu, Lehen đã nằm. Kim chuyển dạng búa, chuyển qua tấn công trực tiếp vào Lipper. Và con dây gây tối đa sát thương trong pha giao tranh từ Kim đem về double kill cho anh ta. KDF mất 3 người. Một tình huống dịch chuyển rất hay của Châu Vi. Nó làm được hai thứ, đó là không cho bên phía KDF áp lực ra khu vực giữa, và nó tạo ra được thế gọng kìm để không cho bên phía KDF có thể thực hiện một pha giao tranh để họ mở đường máu và rút lui. Bô la băng ném vào một bên thì tên lửa bắn vào và rất nhiều thứ xả vào các thành viên bên phía KDF. Họ đã mất đi 3 người rồi, có thể là người thứ tư pay bay hốc vào thôi. Hốc được không đây? Hốc thôi. Một hit nữa. Bưng tới mồm như thế là hốc thôi chứ làm sao mà bỏ qua được. Tiếc cho KDF, họ đánh không tệ nhưng mà vấn đề là Genji như đã nói, nếu mà muốn Genji thua phải tầm phải từ 4 người tới 5 người xuống phong độ. Ván đấu này thì không đủ 5 người xuống phong độ, Kim đánh cháy quá. Cung ánh sáng tác dụng gì cả. Khó với những cung ánh sáng vừa rồi của Clipper, nó chỉ là cung ánh sáng cầu may mà thôi. Và Baron dành cho bên phía của Genji ở phút thứ 25. Và chúng ta cũng được xem lại tình huống giao tranh này. Cái cự ly đội hình đến từ bên phía của Genji cũng là rất tốt. Pay một mình đứng một góc, anh ta xả những cái tia truy kích của mình vào người đối phương. Ngăn nhìn bắt cặp cùng với cả Lehen và Kim tạo thành một bộ ba gây được cực kỳ nhiều khống chế cũng như lượng sát thương, khiến cho Lipper gần như là bay hơi từ ngay đầu giao tranh. Và những nỗ lực của Dudu bơi vào cũng chỉ đủ để khiến cho Lehen nằm xuống mà thôi. Sau đó thì là Canyon cho thấy khả năng can lướt của mình với con bài Sejuani này nó ác như thế nào. Và tiếp tục là một đường kiến tạo dành cho Pay để ta có thêm những cái điểm hạ gục trong ván thi đấu này. Nước qua tường, Pay đang chạy, Kim cũng chạy thành công. Như vậy là phải tốc biến lên, chuyển dạng búa cùng ánh sáng đa hụt. Và giờ đây Lehen không cứu được Kim. Chỉ có một người chạy về được mà thôi, đó là người cầm rất nhiều tài nguyên của Genji. Cơ hội đã có cho KDF hay chăng? Họ sẽ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Tình huống chật choạc và Genji đã mất trụ 2. À không, trụ thứ 2 của ván này thôi đúng không? Thứ 3 rồi. Đây, trụ 2 đây. Genji quăng bola băng, cố gắng giữ trụ 2. Bay đang bắn, Lehen móc mỏ neo luôn, tung chiêu cuối hất tung 4 người. Nhưng KDF không tiến vào được. Họ vẫn chưa dứt điểm được cái trụ 2 của Genji. Trong khi đó thì Chovy lùa Dudu ở phía góc dưới màn hình của các bạn. Dudu phải ôm trụ rồi. Và không còn trụ để anh ta ôm nữa. Đây là lúc mà bên phía Genji tràn lên. Đang có những tình huống bấm biến về đến Tendil. Chovy đang muốn bọc đầu với cái tên lửa của mình. Đầu nha. Mất dịch chuyển cô học. Những phát bắn liên tục. Lipper đã phải tốc biến bỏ chạy. Andil chết thuê rồi. Không cách nào để anh ta chạy cả. Cùng ánh sáng bắn cũng khá chất lượng. Bulldog bắn, Lehen thấp máu, hốc rồi vào trong đây hốc. Và tình huống thanh tẩy dứt điểm thành công của Bay. Anh ta bắn tiếp, lần này là tự làm tự ăn, xả thủ Genji bắn cháy thật sự. Anh ta tìm kiếm Dudu, anh ta sẽ có được mạng hạ gục này hay chẳng không? À cuối cùng cũng có, Bay vẫn ăn được double kill. Không được. Rất cố gắng đến từ Curse để có thể lấy được mạng của Lehen trong tiếng vừa rồi. Em là giận, không em đủ. Bay nghe nãy giờ hốc bảo nó hốc, nó giận, nó phải tự làm tự ăn một pha cho im mồm. Tiếp tục là một ván đấu hủy diệt nữa mà Genji dành cho KDF. Một đội hình có ý đồ đến từ KDF nhưng rõ ràng là cách vận hành nó vẫn chưa chuẩn lắm, khi mà những con rồng họ để mất liên tục vào tay của Genji. Và những tình huống giao tranh tổng, Genji cũng là đội làm tốt hơn. Chiến thắng 2-0 cực kỳ xứng đáng cho đương kim vô địch của LCK. Ván 2 chậm hơn ván 1 đúng được 4 phút. Nỗ lực của KDF là rất đáng ghi nhận. Họ cũng đánh bài Ivan nhưng mà rất tiếc là họ vận hành cái bài Ivan không khích như những gì mà Genji đã phải đối mặt. Và tất cả những gì mà bên phía KDF làm được là lấy được gần một tiếng đồng hồ thi đấu của Genji mà thôi. Rất nỗ lực đến từ KDF rồi. Và những cái tình huống giao tranh họ cũng đã cho thấy những cái điểm sáng của mình. Cuối cùng thì đội có phong độ tốt hơn ngày hôm nay vẫn chính là Genji.